Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình xoay cùng trái bóng. Tâm điểm của thể thao nước ta không gì khác ngoài tình hình của đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2018. Và sau đây là thông tin mới nhất về đội tuyển. 21:30 tối ngày 21 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã trở về sân bay Nội Bài sau chuyến bay dài từ Yangon, Myanmar để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng A vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. Nét mệt mỏi vẫn còn trên gương mặt các cầu thủ sau trận đấu với Myanmar. Đã có khá đông người hâm mộ đến sân bay Nội Bài để đón đội tuyển Việt Nam. Dự kiến trong ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có một buổi tập trên sân vận động Hàng Đẩy để làm quen với thời tiết đang trở lạnh tại Hà Nội. Đội tuyển Campuchia cũng sẽ đến Hà Nội trong sáng ngày hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu của chúng ta. Đáng chú ý, trong lần hành quân đến Hà Nội lần này thì đội tuyển Campuchia sẽ không có được sự phục vụ của huấn luyện viên Keisuke Honda do anh phải trở về Úc để thi đấu cho Melbourne City. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những chuyển động tại Champions League với biên tập viên Ngọc Khang. Rất cảm ơn mình biên tập viên Anh Thoại. Thưa quý vị và các bạn, sân cỏ châu Âu đã sôi động trở lại trong giữa tuần qua với loạt trận thứ tư Champions League. Ở bảng C, sau đó Benrad đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Liverpool trên sân nhà với cú đúp của tiền đạo Milan Bakos. Đại diện của Serbia đã xuất sắc đánh bại lửa đồng đỏ và tạo nên cơn địa chấn đầu tiên ở loạt trận thứ tư Champions League. Cục diện của bảng C đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết với kết quả này. Napoli và Paris Saint-Germain đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu khi có cùng 6 điểm. Với kết quả vừa qua, Liverpool chỉ đang có trong tay 5 điểm và sân bóng Benrad đang có 4 điểm. Trong khi đó, Barcelona đã không có được chiến thắng trước Inter Milan trong lần tái đấu trên đất Italia. Marcon là người đã mở tỷ số trận đấu cho đại diện của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Mauro Icardi một lần nữa ghi bàn và tỏa sáng để giữ lại 3 điểm trên Nerazzurri. Trong trận đấu còn lại ở bảng B, Tottenham Hotspur và BSV Eindhoven đã chia điểm nhau trong trận cầu của tỷ số 1 điểm. Trong những trận trận đáng chú ý khác, Atletico Madrid đã phục thù thành công Borussia Dortmund với chiến thắng 2-0. Bên cạnh đó, AS Monaco tiếp tục chủ công độ thảm hại dưới thời huấn luyện viên Thierry Henry với thất bại 0-4 trước club Brugge. Thông tin vừa qua cũng đã khép lại chương trình xoay cùng trái bóng số ra ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số sau.